Hôm trước khi chúng ta đang đi học vào cái phần nội dung trọng tâm của bài, đó là thi hiện tại đơn. Thi hiện tại đơn là một trong 13 thi của tiếng Anh và nó là một trong bảy cái thi cơ bản của cấp trung học cơ sở. Và thi này là một trong những thi rất quan trọng và rất hay sử dụng. Bởi vậy, khi học về thi hiện tại đơn, chúng ta phải học thật kỹ, phải đảm bảo cả 31 thành viên trong lớp là chúng ta hiểu và có thể sử dụng được nó. Còn bạn nào đang chưa hiểu, đang chưa sử dụng được thì chúng ta phải nghiên cứu lại các cái video trong các buổi học. Và đến cái phần này, tha chúng ta học chậm một tí chứ không thể học hơi hợt. Cô không nghe được mic của em Khánh Chi à? Khi học về thi thì chúng ta học về thi của động từ. Mà nói về động từ thì trong tiếng Anh có mấy loại động từ, đó là gì? Mời một bạn nhắc lại nào. Trong tiếng Anh có mấy loại động từ, đó là gì? Ai biết mời giơ tay. Trong tiếng Anh có mấy loại động từ, đó là gì? Mời bạn Bảo Châu. Mà cậu động từ này cậu bỏ là động từ Ừ, đó là gì? động từ thường, động từ chuẩn bị và động từ phải đều. À đúng rồi, trong tiếng Anh chúng ta có 3 loại động từ to be, động từ quyết thiếu và động từ thường. Đối với động từ to be thì cô đã dạy cho các bạn về động từ to be. Và hôm chúng ta học á thì ta mới học được động từ to be ở hiện tại. Ở động từ to be ở hiện tại. Và chúng ta cũng đã học được các cái dạng của nó, đó là am, is, are. À, sau này tiếp tục có thể dạy cho các bạn về cái động từ to be ở quá khứ, cụ thể là quá khứ đơn thì to be của nó sẽ là was, dạng của nó sẽ là was hoặc là were. Đó là cái loại động từ thứ nhất. Loại động từ thứ hai trong tiếng Anh đó là động từ quyết thiếu, cô viết tắt của nó là VM. M này là modal, V là verb, modal verb là động từ quyết thiếu. Động từ quyết thiếu thì chẳng hạn như từ can là có thể, từ should là nên, từ must là phải, vân vân. Cái này hôm sau chúng ta sẽ học riêng cái chuyên đề về cái động từ quyết thiếu nha. Và cái loại động từ thứ ba cô viết tắt của nó là VN, hôm trước cô đã giới thiệu các bạn một số rồi đấy. N này là normal, normal là thông thường, bình thường. V là verb, normal verb là động từ thường. À, động từ thường. Đấy. Vậy động từ thường là những động từ dùng để miêu tả cái hành động hoạt động của con người, của sự vật. Vậy có bao nhiêu hành động hoạt động thì có bấy nhiêu động từ thường, vì vậy có vô số động từ thường: đi, đứng, ăn, ngủ, mặc, khóc, cười, vân vân. Thì hôm trước cô giới thiệu cho các bạn một số đó. Vậy khi học thi của động từ thì chúng ta chủ yếu tập trung nói về thi của động từ thường. Các bạn nhớ vấn đề này nè, là học thi của động từ thường. Còn nếu thi hiện tại đơn mà họ đưa ra to be thì ta cứ nhớ cho cô, thi hiện tại đơn của to be có 3 dạng: am, is, are, tức là được. Còn lại đấy là ta đang học về thi của động từ thường. Vậy cái thi của động từ thường thì hôm trước cô đã nói rồi, gồm có cả cái động từ thường này đó. À, nhiều động từ thường, như một số động từ thường chúng ta đã liệt kê ra đây. Tiếp theo, khi học thi thì chúng ta phải học cho cô ba cái điểm chỉnh. Điểm chỉnh thứ nhất là cách sử dụng, điểm chỉnh thứ hai là nhận biết, và điểm chỉnh thứ ba là cấu trúc. Đối với cách sử dụng của thi hiện tại đơn thì có ba cách cơ bản. Thứ nhất là diễn tả hành động lặp đi lặp lại, thứ hai là diễn tả thói quen, và thứ ba là diễn tả chân lý. Đây, vâng, hành động lặp đi lặp lại, thói quen hay chân lý là gì thì cô đã giải thích cho các bạn ở tiết trước. Thứ hai, cái điểm lớn thứ hai ta cần học đó là nhận biết. Vậy cái khi trong câu có xuất hiện các từ sau thì câu thường chỉ ở thi hiện tại đơn có ba ý chúng ta cần nhớ. Ý thứ nhất là xuất hiện trạng từ tần suất, đó là always, always, usually, often, sometimes, seldom, never. Hoặc có xuất hiện các trạng từ chỉ số lần như là once a week, twice a month, three times a year. Đấy, một lần một tuần, hai lần một tháng, ba lần một năm, vân vân. Thì câu đó thì hiện tại đơn. Hoặc
Trong câu có xuất hiện từ every nhưng với điều kiện every phải cộng với danh từ chỉ thời gian, chứ every mới cộng với one, every body, every student cũng được. Every day là hàng ngày, every week hàng tuần, every month hàng tháng, every year là hàng năm. Thì khi có xuất hiện một trong ba cái ý trên thì câu ta chia ở thì hiện tại đơn. Khi học chặt thi hiện tại đơn thì cái phần này ta chưa thấy nó quan trọng, nhưng sau khi chúng ta học thêm hai thi ba thi nữa thì ta thấy cái phần này cực kỳ quan trọng. Vậy tại sao nó quan trọng thì hôm sau chúng ta sẽ rõ cái vấn đề này. Cái điểm lớn thứ ba chúng ta cần học và đang học đó là học về cấu trúc. Khi học về cấu trúc chúng ta phải học bốn điểm lớn. Điểm lớn thứ nhất đó là thể khẳng định. Điểm lớn thứ hai là thể phủ định. Điểm lớn thứ ba là thể nghi vấn. Và điểm lớn thứ tư là câu hỏi có từ để hỏi hay câu hỏi có thông tin. Vậy bây giờ ta học xong bốn cái điểm lớn này nữa là ta học coi như xong về thi hiện tại đơn. Hôm trước chúng ta đang phân tích ở cái điểm lớn thứ nhất đó là thể khẳng định. Thể khẳng định, thể khẳng định viết tiếng Anh là positive, nhớ nhá, positive này là thể khẳng định. Ai mà chưa nhớ thì ta ghi là khẳng định vào đây. Thể khẳng định khi viết công thức cô thương quý ước là dấu cộng. Vậy thể khẳng định công thức sẽ có dạng chủ ngữ cộng động từ. Động từ này sẽ ở dạng nguyên thể hoặc thế mẹ hoặc thế mẹ. Mời một bạn hãy phân tích lại cho cô. Vậy động từ khi nào nguyên thể, khi nào thế mẹ, khi nào thêm e? À, bạn nào nhớ và nhắc lại cho cả lớp nghe nào. Ở thi hiện tại đơn, động từ khi nào thì ở dạng nguyên thể, khi nào thêm e? Mời bạn Bích Sương. Em thực có là nếu chủ ngữ thuộc nhóm S1 là Ừ. động từ nguyên thể, nếu Đúng chủ rồi, ngữ vậy nhỏ mẹt một là gì? một gồm ái, quý, diệu, giấy, danh từ số nhiều. Rồi, nếu được chủ ngữ. Nếu chủ ngữ là thuộc nhóm S2 thì động từ phải Phải chia chia. À, phải chia. Phải chia thế mẹ hoặc é. É. S. Vậy nhóm S2 là gì? S2 là hỷ, sĩ, ít, danh từ số ít. À, chính xác. Đây, nguyên tắc không hề nói dài dòng. Nói như bằng sướng là đủ. Nói đúng như vậy là đủ nhá. À, động từ nguyên thể hay thế mẹ ẻt nó phụ thuộc vào chủ ngữ và ta chia chủ ngữ thành hai nhóm. Nếu chủ ngữ thuộc nhóm 1 bao gồm 5 yếu tố ái, quý, diêu, dây thuộc lòng này này nhá và danh từ số nhiều thì động từ sẽ được ở dạng nguyên thể không thêm ẻt, không thêm mẹ gì cả. Nhưng nếu chủ ngữ thuộc nhóm mẹ ái bao gồm hi, si, ít, danh từ số ít thì động từ phải chia thêm ẻt hoặc ẻt. Vậy khi đi với ẻ thái động từ thế mẹ ẻ nó có mấy quy tắc đó là gì? Mời một bạn phân tích lại. Đấy, biện thì giơ tay nào. Khi động từ đi với ẻ thái thế mẹ hoặc ẻ nó chia thành mấy cái quy tắc đó là gì? Là gì? Mời bạn Anh Tú. Thì tôi có là công tư S2 chia thành 4 quy tắc. Ừ, rồi, quy tắc 1. Quy tắc 1 là nếu mà động từ thông thường thì là thế Ừ, mẹ. rồi. Không ạ. Công ẹ Quy là tắc 2. quy tắc 2 là nếu cuối động từ Động từ có đuôi. có đuôi trong sáng xuân vui chữ không sâu thì thế Thế. mẹ. Rồi, quy tắc 3. Tức bá là phụ âm y dài thì chuyển thành y ngạn cộng với ẹt. Rồi, động từ của tần không y dài, trừ y dài là phù hợp, đúng không? Rồi, quy tắc 4. Lúc bốn là hẹp thanh hẹp. À, rồi, quy tắc 4 là đặc biệt, đúng rồi. Và ta cũng phải thuộc lòng quy tắc đó. Vậy khi động từ đi với ẹt thái, nó chia ẹt hoặc ẹt, nó có bốn quy tắc. Thông thường, ta cứ thế mẹ là được. Cái thông thường này rất nhiều. Những động từ có đuôi là sáng xuân duy chữ không sâu thì ta thêm ẹt. Nhưng đầu tiên có y dài trừ y dài phải phù âm thì chuyển y dài thành y ngạn được thế mẹ. Và từ hép là cái từ đặc biệt. Từ hép là cái từ đặc biệt. Thế là khi chuyển sang đi với S2 đã chuyển thành từ has. Thì hôm trước các bạn đã làm như bài tập này rồi. Các bạn đã làm bài tập này và nhiều bạn rất là hiểu bài, nhưng một số bạn vẫn phải chia sai. Ở đấy câu thứ nhất
Câu thứ nhất, có tần công là ó đấy, sáng xuân dưới chữ khống ấy, thì ta phải thêm e đúng không? Ta phải thêm e. Còn cái từ study thì có tần công là y dài, trước y dài là phụ âm thì ta phải chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm e, nên là ta chuyển thành studies, studies. À. Còn từ ghét thì thông thường á, nó không thuộc quy tắc 2, 3, 4 thì nó thuộc quy tắc 1, thông thường ta thêm e là được. Từ hẹp này nó thuộc quy tắc 4, nếu mà vẫn có bạn để được thêm e là sai. Quy tắc 4 thì phải chuyển thành has. Rồi từ list nó không thuộc 2, 3, 4 thì nó thuộc 1, ta thêm e là được. Cái từ what có tần công là chơ chữ đúng không, chơ chữ thì ta thêm e watches. Cái từ she là nó không thuộc 2, 3, 4 thì nó thuộc 1, ta thêm e. Cái từ gấu có tần công là ó thuộc quy tắc sáng xuân chứ chữ không sâu thì ta thêm e. Từ có lấy này của bạn người sai, ngày nay có tần công y dài mà trước y dài là nguyên âm thì nó không thuộc quy tắc ba được, nó đưa về quy tắc 1, chỉ việc thêm e thôi. Rồi từ miss thì có tần công là sơ sơ, là sáng xuân dưới chữ không sâu thì ta thêm mẹ misses. Từ brush có tần công sơ sâu thì ta thêm mẹ brushes. Từ listen có tần công là nơ, nó không thuộc 2, 3, 4 thì nó thuộc 1, ta thêm mẹ. Thì từ mix có tần công là sơ, nó là xuân đúng không, thì ta thêm mẹ. Từ make không thuộc 2, 3, 4 thì nó thuộc 1, ta thêm mẹ. Từ it cũng không thuộc 2, 3, 4 thuộc 1 thì ta thêm mẹ. Từ drink cũng thuộc 1, ta thêm mẹ. Từ read cũng vậy. Từ stay cũng giống như từ play, chỉ việc thêm mẹ. Từ speak nó cũng không thuộc 2, 3, 4 thuộc 1, thêm mẹ. Từ leave cũng vậy. Rồi bây giờ mời cả lớp đọc theo cô tạo cái động từ này. Cô cùng dịch quá nghĩa để các bạn nhớ và nắm sau này. Từ do nghĩa là làm, study là học. Từ get, get này nó có nhiều nghĩa, có lúc nghĩa đấy, từ từ vựng kiểu này thì nó mới gọi là từ vựng chết, còn từ vựng sống thì nó phải đặt vào trong ngữ cảnh các bạn nhé. Nên lên có những từ là có nhịp rất là đáng nghĩa. Từ ghét này, này có lúc dịch là đi, có lúc là dịch là nhận đây. Rồi là nó có nhiều nghĩa, có lúc đi có lúc nhận. Rồi have là có, live là sống, watch xem, see nhìn hoặc là xem, go là đi, play là chơi, miss là bỏ lỡ, ví dụ bỏ lỡ chuyện xe buýt, hoặc là miss là nhớ ai đó, nhớ nhung nhớ ai đó. Brush là đánh hoặc chải, ví dụ đánh răng thì ta nói brush teeth, hoặc là listen là nghe. Rồi mix là trộn lẫn các thứ vào nhau thì ta dùng từ mix. Make là làm, ví dụ làm bánh, từ đủ cũng làm mà từ make cũng làm. Mà từ make thì khi làm là nó tạo ra sản phẩm, ví dụ là make a cake, làm bánh chẳng hạn. Eat là ăn, drink là uống, read là đọc, stay là ở, speak là nói, leave rời đi. Now on class you read out to me again. Do, this, study, studies, study, studies, get, yes, get, yes, have, has, have, has, live, lives. Nên sau này khi mà chia động từ thì ta nói đoạn động nguyên thể ta đọc là live, còn đoạn đoạn đó chia ta đọc là lives. Watch, watches, watch, watches, see, sees, see, sees, go, goes, goes, play, plays, plays, miss, misses, misses, brush, brushes, brushes, listen, listens, make, misses, make, makes, eat, is, drinks, read, reads, stay, stays, speak, speaks, live, lives. Vậy cái khi mà động từ thêm e hoặc thêm e đằng sau có đuôi e hoặc e đằng sau á, thì mỗi cái đuôi như thế nó lại có cách đọc khác nhau. Ví dụ như từ này makes, hoặc là it, ta nghe cái âm sơ này rất là sạch. Nhưng ví dụ như cô đọc là stays,
stays. Vậy cái chữ cái ẹt này bây giờ nó thể thành phụ âm rất là nhẹ, stays, không sát. Còn bên này này, it stays. Rồi ví dụ như ở đấy có đuôi e ẹt, ở đấy cũng có đuôi e ẹt nhưng đọc nó rất là khác. Thế này đọc này, đấy là chẳng hạn đấy, chưa thêm đọc, ta đọc là mix. Đấy đọc thêm rồi ta đọc là mixes, tức là có đuôi e, ta đọc là is. Nhưng ở đây đuôi e ta đọc này, leaves, leaves, không hề có nghe is gì cả. Hoặc đấy vậy thêm e này, goes, goes. Nhưng ở đây thêm e, đây đọc là watches, đây là misses. Đấy vậy khi nào cái đuôi đó đọc như thế nào, có quy tắc như nào, thì hôm sáu sáu cái bài về thì hiện tại đến nay thì cô hướng dẫn quy tắc đọc đuôi ẹ cho cả lần cụ thể luôn. Hôm nay ta tiếp tục về cái phần thể của thì hiện tại đơn, và ta đang học ở cái thể thứ nhất đó là thể khẳng định, và chúng ta cũng đã phân tích về thể khẳng định của thi hiện tại đơn rồi. Nó có công thức là chủ ngữ cộng động từ nguyên thể thêm mẹ hoặc là e. Và ví dụ bây giờ làm ví dụ, I go to school every day. Mời một bạn phân tích và chia động từ trong ngoặc từ go, ta chia như thế nào. Cả lớp phải tay xuống đi, ai biết thì mời giơ tay lên, ai biết thì mời giơ tay lên. Từ go trong câu số 1 ta chia như thế nào? Mời bạn Minh Quân. Cố là gấu để Tài lâm sáu để nguyên em. tại vì chủ chủ là ai Ái thường nhỏ mẹt mấy? tìm Ái một thường nhỏ mẹt mấy? Tự tin lên, mẹt mấy? hai S1, S2. hai S1. một. À, thuộc nhỏ mẹt 1 đến động từ nguyên thể đúng không? Nên ở đây ta chia ra sẽ là I go, sorry. I go to school every day. I go to school every day. Tôi đi học mỗi ngày. Ta thấy có every day là nhận biết thiên này đến. Ta chia. Và ta thấy câu này có tấn công dấu chấm, không có not, không có dấu chấm hỏi thì thể khẳng định. Về thể khẳng định có công thức là chủ ngữ còn động từ nguyên thể hoặc thế mẹ đẻ. Yeah. Câu thứ hai, Nam often go to work on foot. Mời một bạn cho cô biết câu thứ hai được chia như thế nào. Câu thứ hai được chia như thế nào? Rất nhiều bạn giơ tay rồi. Mời bạn Anh Thức. Động từ của câu thứ hai chia thế nào em? Thưa cô là em phần này em Thêm gì? phần này em À, thêm mẹ. Vì sao thế mẹ? thưa cô tại vì là nám là con À, nám thuộc nhỏ mẹt mấy? là ép thái. À, ẻ thái. Thì động từ đưa ra không còn nguyên thể mà phải phải chia. Và động từ này tại sao thế mẹ em? Tại vì Có tấn công. có tần cung là ó. À, sáng xuân chứ chữ không sâu mình tất hái đúng không? Thì ta thêm nè, đây cũng là từ gấu cả nhưng có lúc nguyên thể có lúc chia, nó phụ thuộc cái này nha. Câu thứ ba, my father get up at 6 o'clock. My father get up at 6 o'clock. Ta chia cái câu trên như thế nào, chia động từ câu trên như thế nào? Mời bà nào đăng nhận đó. Động từ ghét này chia thế nào em? Còn tôi có là ghép thêm ép cơ. À, thế mẹ. Vì sao thế mẹ? Chủ ngữ là từ nào? Father Rồi, my father thì thuộc nhỏ mẹ mấy? Không hiểu à? Mẹ biết được nhỏ mẹ mấy chứ? À, mời một bạn nói rõ hơn nào. Mời bạn Anh Tuấn nói nữa không? thì có lẽ thái cơ vì Tại sao ấy thắng? my father là con cái là hình My father là danh từ số ít.
Nhưng cái dành thì tới dành từ số ít nhá. Yeah. Mà dành từ số ít thì thuộc nhóm mẹ. Em thấy. Vậy động từ chia ra như thế nào? Thấy mệt rồi. À thế mẹ. Đó, động từ ghét này nó thuộc về tập 1 là Đấy, thế mẹ mẹ. Câu số 4. Nào, ai biết thì giơ tay lên, nào không biết thả tay xuống đi. Got the boil at 100 degree centigrade. Mời bạn Bảo Mỹ. Động từ boil em đưa thưa ra như thế nào? cậu boil ta thêm em Tại sao thế mẹ? vì quả tơ là danh từ không định được À được rồi, danh từ không điểm được thì có đặc điểm như nào? Nó thuộc nhỏ mẹt mày. hai Tại sao hết thái? F1 Tại sao F1? Nếu F1 thì động bởi từ nguyên thể chứ. Biết Nguyễn Thầy rồi nhưng bởi mà tại sao F1? À. vì quả tơ là dẫn từ số nhiêu Ờ, rồi có ai phản biện lại không? Mời bạn Mai Phương nói đó, em có phản biện lại không? Bạn nói đúng chứ? rồi. À rồi. Mời bạn Ngọc Hấn đó, bạn nói đúng chứ em? Dạ Bạn chứ. có tơ là dành từ số nhiêu có đúng không? Dạ em nghĩ là không. À không, rồi dành từ không điểm được thì ở dạng rồi gì? Dạ số ít. Ai nói cho em? Dạ mà vừa em nhớ là có cái công thức cái rưỡng. À đúng rồi, cô mới dạy rửa cho đăng nữa. Water là nước, đó là một danh từ không điểm được. Danh từ không điểm được luôn luôn ở dạng số ít. Ngay tới tại cái thời điểm dạy đó, cô đã nói các bạn là đặc điểm này rất quan trọng. Thì đến đấy giờ này, đến cái phần này thì ta thấy được đồ quan trọng của nó. Nếu ta không hiểu được cái danh từ đếm được là số ít hay số nhiêu thì ta sẽ không chia được cái từ này đúng. Nên bạn nào mà nhớ được cái phần này thì làm được cái câu này đúng. Bạn nào mà không nhớ được là làm sai ngay. Nên bây giờ lại phải ghi nhớ lại nữa các bạn nhé. Bất kỳ danh từ nào không đếm được, đã nói nó không đếm được rồi, thì luôn luôn ở dạng số ít. Mà dạng số ít thì thuộc nhỏ mẹt mấy cơ lớp? S mấy? S2 À S2. Vậy S2 thì đồng hai thì đưa ra là nguyên thể chia. chị À chia. chị Vậy chia thì đồng từ này chia thế mẹ thành nguyên thể. À hai thế mẹ hẹt. em Thế thế. Chưa em lâu thế thế mẹ ta. em À, muốn thế mẹ ta phải nhìn đúng cái quy tắc của nó chứ. Nhớ này, khi nào phải nhớ cái quy tắc của nó nhá. Đừng có làm rờ rờ nè. Đừng bao giờ làm rờ rờ nè. Đâu rồi thầy? Đây. Thế mẹ là chỉ có hai trường hợp quy tắc 2 và quy tắc 3 thôi. Thế này. Chỉ có hai trường hợp thế mẹ. Trường hợp thứ nhất đó là có 6 cái đuôi, là từ động từ có đuôi sơ này, đuôi sơ này, đuôi dẹt này, đuôi xế hạt này, đuôi ó này, đuôi sơ hơ thì ta thế mẹ. Trường hợp thứ hai có cái đuôi y dài và trước y dài là phải phụ âm thì ta chuyển y dài thế thành y ngắn rồi mới thế mẹ. Còn lại nếu không thuộc nhóm này thì động từ nó chỉ thế mẹ, còn từ hép là từ đặc biệt rồi, nó chuyển thành từ hét. Nên ta nhớ để mà chia, đừng có để bị sai nè nha. Cô phân tích cực kỳ kỹ rồi nên là ta đừng có để bị sai. Bây giờ ta sẽ làm một bài tập luyện tập, về cái phần này. Bây giờ mời các bạn ghi cái ví dụ này vào đã. Ghi xong rồi thì ta sẽ làm bài tập chấm điểm. Vậy ghi ví dụ ấy nhá, ghi ví dụ chứ không là thôi để làm bài tập thì quên một số thử liếm nghe không biết ví dụ để mà minh họa đâu. Quá phân ví dụ này thì ta chú ý này, bốn cái câu này cô đưa ra thì đều có cách sử dụng trong của nó cả. Nghĩa là I go to school every day, every day là hàng ngày, tôi đi học hàng ngày, tức là ngày nào tôi đi học cả. Vậy đấy là gọi là hành động lặp đi lặp lại. Nếu nói về cách sử dụng thì hành động lặp đi lặp lại. Nam often goes to work on foot.
Nam thường đi bộ đến trường, à đi đi bộ đến đi đến nơi công sở. Thì ở đấy cái thường này cũng diễn tả hành động lặp đi lặp lại. Vậy hai câu một hai này nếu nói về cách sử dụng thì dùng để diễn tả hành động lặp đi lặp lại. Câu thứ ba, my father gets up at 6 o'clock. Mấy câu này diễn tả cái gì cơ lực? Gọi của em gọi À đúng rồi, diễn tả thói quen. Rồi câu số 4 này diễn tả cái gì? em tả một trường thật hiển nhiên. À một sự thật hiển nhiên, nước thì sôi ở 100 độ C, sự thật hiển nhiên. Nên có đôi lúc khi mà ở trong bài làm á, ta nhìn vào câu, ta dựa vào cái nhận bị cái cách sử dụng của nó để mà đưa về cái cách chia động từ. Nói à cái câu này sự thật hiển nhiên thì phải hiện thế đơn thôi, thể khẳng định thôi, ta phải chia như thế này đúng không? Ô, cái câu này chỉ thói quen thì hiện thế đơn thôi. Câu này có từ everyday có phân diễn tả hành động lặp đi hàng loạt hàng ngày thôi, ta chia hiện thế đơn. Đó là cái cách sử dụng nó cũng giúp chúng ta trong việc chia động từ. Ta chia động từ đúng không? Ở thể khẳng định 10 là 10 câu này này, ta chép lại cả câu. Rồi sau đó chúng ta chia cái động từ ra. Động từ chia ra ta gạch chân lại. Sau đó chụp lại cái phần cỡ phần này và gửi cho cô chồng. Con bạn nào sống sớm hơn thì cô rể sớm chấm trước, bạn nào sống sau chấm sau. Thời gian bắt đầu, tất cả bật camera lên để cô quan sát tư thế ngồi làm bài của các bạn. Câu số 1 mời bạn Khôi Nguyên. Em tôi có số 1 từ Có đồng từ was từ 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 bình tĩnh. Câu số 1 cả lớp chú ý cái phương pháp mà làm nhá. Chủ ngữ là từ nào? tôi có chủ ngữ là từ quý. Rồi, quý thuộc nhóm S1 hay S2? Em tôi có là thuộc nhóm S1. S1 thì động từ what đưa ra nguyên thể hay chia? Dạ là nguyên thể. Đây này, từ quý đấy các bạn. Ta thấy từ quý nó thuộc nhóm S1 thì động từ đưa ra phải nguyên thể. Vậy cái động từ what này đưa ra để bình thường. Một số bạn nó vẫn cứ thêm S vào. Một số bạn thêm S vào là sao ấy? Tức là nó hiểu, đúng không? Hiểu, cũng hiểu cái cách để làm bài. Nên ở đấy này, vậy khi chúng ta làm này, ta đưa từ what ra này, phải nguyên thể. Và tại sao nguyên thể? Là bởi vì cái từ quý này, cái chủ ngữ là từ quý các bạn ấy. Đây này, quý này, nó thuộc nhóm S1 thì động từ đằng sau đưa ra phải nguyên thể. Ok. Vậy từ what này ta nhớ là để nguyên thể. Bạn nào thêm e thay e rồi là loại cho cô nè, sửa lại nè. Câu số 2, ở đây là we watch TV everyday, chúng tôi xem TV hàng ngày. Câu số 2, he sometimes stay with me. Nào bạn nào làm được mời giơ tay lên. Mời bạn Trần Như. Câu số 2, chủ ngữ là từ nào? Em tôi có chủ ngữ là từ hủy. Hí thuộc nhỏ mẹt mấy? S2. Đây đấy, hí thuộc nhóm mẹt hai. Động từ đưa ra nguyên thể hay chia? Chị có Đây đấy, động từ ở đấy chia ra, đưa ra là phải chia thành s hoặc e. Vậy cô hỏi cái động từ stay này, khi chia thì chia như thế nào? tại này em chỉ là thấy mẹ bởi vì là cái này nó có Tình thương cũng là hợp y dài. Tình cũng y dài nhưng mà câu trước y dài là gì đó? là nguyên ấm em thấy Nguyên nguyên ấm. ấm. Đúng rồi. Cậu vẫn có tình cũng y dài. Nhưng mà trước y dài là nguyên ấm nên ta không được áp dụng quy tắc ba. Ta đưa về quy tắc một. Chỉ thế mẹ thôi. Nhưng mà một số bạn là vẫn chuyển y dài thành y ngắn thế mẹ. Ta sai. Câu này làm sao mà y dài thành y ngắn được? Nó có phù ấm đâu. Thế là ta lưu ý câu số 2 nè. Câu số 3, Mr. Ba fly to the USA once a week. Once a week. S1 lâu nào mà thêm Mai Phương. S1 đây này. S1 này, gồm này. I, we, you, they, danh từ số nhiều này. Thì luôn luôn cộng động từ nguyên thể này. Và kể cả ta đã làm bài tập ở đấy đây này. Mai Phương này. Buổi em nghe giảng à. I thuộc nhóm S1 đấy. Thì cộng động từ phải nguyên thể đấy. Nam thuộc nhóm S2 đấy. Thì động từ phải chia đấy. My father thuộc nhóm S2, động từ phải chia.
Con S1 là tuyệt đối, còn động từ không bao giờ chia đối với thi hiện thời đơn. Đó. Vừa Rồi đến là chị có ai chia? vừa có nói là F1 thì chị thêm E. Câu hỏi cả lớp đã bao giờ có mới giảng như vậy chứ cả lớp? Nó Chưa. chưa rồi cơ. Năm trong mớ cũng chưa bao giờ nói cái câu đó cả. Vì cái câu đó sai, đúng không? Nên là em nghe nhầm thôi, chứ cô cũng giảng nhầm đâu. Cả lớp cũng nghe nhầm được, nó ra như cả lớp nghe đúng không? Thảo ăn tắt mic nghe. Câu số 3 đến qua đấy cũng không sao, nhưng bạn sai cũng không sao. Sai nhưng mà quá cố giảng các bạn phải nghe thật kỳ rồi chúng ta nhớ lần sau không được sai nữa. Chứ đây là đã sai rồi nè, cố giảng rồi nè, quay lại mà sai nữa thì chứng tỏ các bạn nghe đang hơi hơn, đứng chưa tập trung vào bài giảng của cô. Câu số 3 nào. Câu số 3 mời bạn Mai Phương. Chủ ngữ là từ gì em? Em thử có là mít À, Mr. Hà. Mr. Hà thuộc nhóm mệt mấy? thử có là S2. Tại sao S2? Vì Mr. Hà là cô ấy và Anh cô ấy. À, Mr. Hà là danh từ số ít, đúng không? Danh từ số ít thuộc nhóm mệt hai. Vậy nhóm mệt hai thì động từ đưa ra nguyên thể hay chia? thử có là chị. Đúng rồi. Vậy cái từ phần lái này chia như thế nào? Em thực có là chuyển y dài thành y ngắn rồi cộng thêm e. À thế mẹ, đúng rồi. Cũng là tần cung y dài này, cũng là tần cung y dài. Nhưng đằng trên này ta phải để nguyên thế mẹ. Còn đằng dưới này tần trước y dài có phụ ấm, nên ta chuyển y dài thành y ngắn rồi thế mẹ. Đó. Cô đứa cổ tinh đưa ra hai cái từ nó gần nhau sát nhau như vậy để các bạn phân biệt. Câu số 4. My never wash, my never wash clothes. Từ wash là rạn giặt, thế là rửa. Giặt thái rửa. Mời bạn Thùy Linh. Mời bạn Thùy Linh. Câu số 4, chủ ngữ là từ gì Linh? Thùy Linh đâu đó? Thùy Linh đâu đó? Vâng. Bật mình kia. Cảm ơn đấy. Rồi, câu số 4, mời bạn Huyền. Chủ ngữ là từ nào? Huyền. Hạnh Em Huyền. có chung ngư là từ Từ gì nữa? ngư là từ mái. À, đúng rồi, mái. Đứa từ mái đó thuộc nhóm S1 hay S2? Từ mái thuộc nhỏ mét màu thì Rồi em nhìn vào đấy ở mái nó nằm ở mô mô S1. Ừ. S1 thì phải gồm này, ái là tối này, quý là chúng tối này, díu là bàn này, giấy là hò này, danh thứ số nhiêu. Con S2 là hí là anh ấy này, xí là cô ấy này, ít là nó này và danh thứ số ít. Vậy cái từ mái này rõ ràng nó là một danh thứ số ít cơ mà. Huyền chưa phân biệt được thế nào là chủ ngữ số ít, thế nào là chủ ngữ số nhiều, thế nào là chủ ngữ nhỏ S1, S2. Nên nó không chia được. Mái này thuộc nhóm S2. Rồi, vậy S2 thì phải làm gì Huyên? Động từ phải làm gì? Động từ đưa ra nguyên thể chứ? trong thư phá thịt Nguyên thể chứ? nguyên thầy có S2 mà là nguyên thể. Nói rơ rơ quá. S2 này. S1 thì động từ mới nguyên thể. Còn S2 thì đưa ra phải chia. Chia bằng cách thêm S hoặc ES. Cô thấy lâu nay cũng biết làm biết bằng cái cách nào đó mà Huyền vẫn vào được cái nhóm lớp A1. Chứ như năng lực của em thì phải phải ở lớp A2. Nên là có thể là em nói với phụ huynh để đổi ngay bây giờ, để sáng A2 chúng ta học với các bạn A2 cho phù hợp. Hoặc là cuối khóa này là phải chuyển sáng A2 em ạ. Sáng A2 rất tốt cho em. Chứ còn nếu em ở A1 thì em sẽ không theo kịp các bạn. Mà cô giảng nhanh em lại càng không theo kịp nữa. Nên em về trao đổi với phụ huynh giúp cô nhá. Nói cô nói là bây giờ tốt nhất cho con là chuyển sang A2. Thì bố mẹ như nào thì để cô xem, em chat lại.
là để đổi một bàn A2 sang ngay bây giờ luôn, tức là trong buổi sau luôn, và em sang âm A2. Rồi là hoặc nếu không vẫn mong muốn thì học hệ khoa cho ổn định thì học hệ khoa này sang A2, thì là bạn Huyền hôm sau cho cô ý kiến nè. Với đứng một một vài bạn trong lớp ta nữa thì cô sẽ nói tiếp. Vậy ở đấy cái động từ what này là phải chia, khi chia thì một là thế mẹ, hai là thế mẹ, ta lại phải nhìn bộ cái quy tắc này các bạn này. Khi chia ta lại nhớ bộ quy tắc này, thông thường thế mẹ tần cung có sáng xuân dưới chữ không sâu, về để có sơ hơn thì ta thế mẹ tần cung có y dài thì như thế này, rồi hẹp thì như thế này. Vậy cái động từ này có tần cung sâu đấy thì khi chia ta thế mẹ, chứ có bạn vẫn chia nhưng chia thế mẹ, nó hiểu được quy luật chứ, cả cứ thêm rơ rơ được. Rồi tiếp theo câu số 5. They have breakfast at a quarter past six. Mời bạn Thảo ăn. Chủ ngữ câu số 5 là từ nào em? Chia thích trở dây They thuộc nhỏ mẹt mấy? F1 Thuộc nhỏ mẹt 1. Rồi nhỏ mẹt 1 thì động từ đưa ra nguyên thể hay chị em? Nguyễn Thầy Rồi em có đúng câu nào? nhá động quá. Rồi ok, good job. Đơn giản thế thôi đúng không? Không hề khó khăn. Rất không hề khó khăn. Rồi. Tiếp theo. Rồi, của Văn Huyên vừa nói là câu số 4 em đúng. Câu số 4 em đúng. Câu số 4 của Huyên mà mày này quá ship đúng. Nhưng Huyên sai câu số 1 em đấy. Sai câu số 2 đấy. Sai câu số 5 đấy. Sai câu số 6 đấy. Rồi là sai câu số 8 đấy. Và sai câu số 9 đấy. Không phải là sai 6 câu à. Con số 4 cô có nói em sai đâu. Rồi. Câu số 6. Câu số 6 mời bạn Thế Anh. Thế Anh bài này chỉ được 5 điểm. Nó chưa ổn nữa. Câu 6 chủ ngữ là từ nào Thế Anh? Hai Ai thuộc nhỏ mẹt mấy? F1 Mẹt 1 thì động từ đưa ra như thế nào em? Nguyễn Thầy Giờ em đã hiểu những cái lỗi sai của mình, bây giờ sửa từ sửa được chưa? rồi, nhưng mà cậu nhìn em đúng mà cậu Cô biết rồi, nhưng mà những cái câu sai của em này giờ em đã từ sửa được chưa? rồi cậu Những cái nắm câu sai. Cái nắm câu sai, nó xem lại có thể anh đó. Nó trong nó có một mà vẫn cứ chia. Đó, có một là chia là sai. Rồi là cô nắm mình cái chia. Cô nắm mình cái chia. Thì chưa hiểu được là mấy gọi để mà chia như thế nào ạ. Mà chia, bàn chia như thế này thì càng ngớ ngẩn hơn này. Chia thêm mẹ. Từ hẹp có bao giờ thêm mẹ đâu em. Từ hẹp này phải chuyển thành từ hẹp. Đấy, chia như vậy là cực kỳ ngớ ngẩn. Phải tránh đi nhá. Câu số 7. My mother often have dinner late. Mời bạn Minh Quân. Câu số 7 chủ ngữ là từ nào em? Bật mic nhanh em. Dạ. Rồi, chủ ngữ là từ nào em? Thử cố chung ngữ là mà em má giờ Đúng rồi, nó thuộc nhỏ mẹt mấy? N1 My à, mother nghĩa là gì? S2 S2 S2, đúng rồi, số ý thì S2. Vậy S2 thì động từ này đưa ra nguyên thể hay chia? thử cố là chia Chia. Động từ hép này chia như thế nào em? rồi anh hết. Chuyển thành has. Em có đúng câu nào không? Là có Rồi, ok, good job. My father often has dinner late. Mẹ tôi thường ăn tối muộn. Câu số 8. My sister study English every week. My sister study English very every week. Mời bạn mời bạn Ánh Tú. Chủ ngữ câu 8 là từ nào? có.
tạm mới là Từ chị. tạm là từ he sitter. À, he sitter. Chủ ngữ này thuộc nhóm mẹt mấy? Chủ ngữ này thuộc nhóm S2. À, được câu hỏi chủ ngữ này ít thế nhiều. Chủ ngữ này là hơn Nhìn nhiều vớ đó. không nó biết đi thế nhiều à tụt. Tránh tư số ít tránh tư số nhiều ta học rồi. À, không phân biệt được. Anh Phân biệt tư số ít có nó phân biệt như được. Khoan thế Tùng nói như cô biết. Tùng nói như vậy đúng chưa Tùng? Thằng Tùng nói đấy là số ít, cô đúng chứ? nó có số nhiều có À, em tại sao số nhiêu? vì sĩ tớ nó có ẹt. À, 6 sister có S thì nó trở thành số nhiêu vậy? Ở đây sẽ dịch ra như thế nào không Tùng? Sisters. Hit sisters dịch ra như nào? Sister là gì? Ồ, quên từ vựng nữa nè. Sister là gì cả lớp? Chị gọi một em gọi À, chị em gái. Vậy hit sisters là những người chị gái, những người em gái của anh ấy. Rồi tụi nói tiếp. Nói lại. Đời đấy chủ ngư số ít thấy số nhiêu. có chung đâu là số nhiêu Thuộc nhỏ mẹt mây. thuộc nhóm S2 Nó kia chứ. Có bao giờ cô nói dành cái số nhiêu mà em hái đâu. một. Nắm cho chắc cái đoạn này này. Ta luôn luôn thuộc lòng cho cô hái cái S1 S2 này này. Chủ ngữ à, danh từ số nhiều luôn luôn thuộc nhỏ mẹt một, danh từ số ít thuộc nhỏ mẹt hai. Đấy số nhiêu nó thuộc nhỏ mẹt một thì đồng từ như thế nào em? Đồng tư Nguyễn Thầy À, đồng từ đưa đáp như thế em có đúng câu đấy không? em nào có Việt D sai đúng không? Hay là làm sai? em làm sai có Ừ. Không nhận diện được. Đúng không? Câu số 9. Lá nên hoa sometimes do the karate. Nám à, lá nên hoa sometimes do the karate. Mời bàn quốc vương. Chủ ngữ của câu số 9 là từ nào? em nó có lá nên hóa Đúng rồi, vậy thuộc nhỏ mẹt mấy? nha S1 Tại sao thuộc nhỏ mẹt 1? tại vì lá nên hóa là hai người là số nhiều Rất nên tốt. Vậy S1 thì động từ đưa ra như thế nào? nha Nguyễn Thầy là đủ để Ok. biết À, rất tốt. Ngồi nghe, lắng nghe cô rất kỹ và xử lý thông tin rất tốt. Câu em. số 10. Mời bàn Lam Giang. Lam Giang cái này chứ gọi cho được rồi. Bật được chưa em? Rồi Rồi. Chủ ngữ của số 10 là từ nào? la lán À, Miss Lan ý thích, à, thuộc thuộc nhỏ mẹt mấy? thuộc nhập S2 Vì sao? vì lại là con gái Con gái con trai quan trọng gì? là danh từ số ít À đây, cái giải thích như thế, thuộc nhỏ mẹt hai. Vậy động từ đưa ra như thế nào? Nguyên thể hay chia? chất chế Chia thì chia như thế nào? là thêm ẹt À, theo quy tắc 1 đúng không? Thế mẹ là được bởi vì nó có tấn công trừ cá, không thuộc quy tắc 2, 3, 4 thì nó thuộc quy tắc 1. Vậy quá cái bài này cô đã phân tích rất là chậm. Cô hy vọng những bạn đang còn sai một câu, hai câu và nhiều câu, chúng ta nhìn lại cái bài của mình để biết được những cái lỗi sai đang rất là ngớ ngẩn đúng không? Và sau cái lỗi sai đó thì chúng ta gặp lại lần nữa. Nếu đó là câu hiền thì đớn, thể khẳng định ta đừng có để sai nữa. Nên để sai được. Vậy cái bí quyết để tránh sai đó là thứ nhất, khi cô giảng chúng ta phải hoàn toàn tập trung vào bài giảng của cô. Chúng ta có ngồi yên lặng, chúng ta có nhìn mặt vẫn cứ nhìn vào màn hình, những cái đầu chúng ta đang nghỉ trong game, cái đầu chúng ta đang nghỉ trên TikTok, cái đầu chúng ta đang nghỉ cả cái trò chơi ngoài, thì các bạn nó cùng nó tập trung, nó hiểu được đó. Rồi dù chúng ta có tập trung mà xung quanh các bạn đáng không khí ồn ào, bố mẹ nói chuyện nhiều, em ngủ chi đừng bên nó khóc, thì các bạn cũng không thể tập trung nổi. Vì vậy có hai cái thứ các bạn cần phải
Điều chỉnh thứ nhất là cái không gian học tập, thứ hai là cái tư tưởng của mình. Khi có không gian yên tĩnh rồi thì cái tư tưởng của mình phải 2 tiếng đồng hồ chúng ta phải tập trung hoàn toàn vào bài giảng. Thì hai thứ đó kết hợp với nhau, với sự quyết tâm của mình, cố tìm là bạn nào cũng thay đổi được năng lực cả. Chứ còn các bạn có giỏi đến mấy môn tập trung vào bạn học Ôi, có giang lại có số 8 có. Em sẽ giảng thiệt rồi lắm. giảng rồi dư thì dừng lại, lý do chỉ có phải dừng lại thì anh Hơi say sáng. đứa hồi giống tập trung nghe có giảng à, quá kỳ rồi. Cái hồi đấy mình cái gì này có dừng lại nhá, Chúng ta nhìn này nhìn này, cái từ sister bình thường sister thế này này là một chị gái, bây giờ có thêm mẹ một cái là chỉ có 2 chị gái trở lên, tức là nhiều chị gái. Những người chị gái của anh ấy vậy đấy là dành từ số nhiều, mà dành từ số nhiều đấy này, dành từ số nhiều nó thuộc nhóm S1, nó thuộc nhóm S1. Nhóm S1 thì động từ đưa ra phải nguyên thể, thế anh hiểu làm đấy chị em? em mau để chữ S có ạ. Thì đó, khi cô giảng cô đã nói rồi em cứ nói để ý tiếp, tiếp tục không để ý dần đến là mình bắt chẳng lại nói cố chẳng lại nói, nhưng mà nếu mà từng câu một để em tập trung đi mà nó mơ không hiểu được đúng không? Rồi vậy là chúng ta đã phân tích xong, chúng ta đã phân tích xong cái thể khẳng định, chúng ta đã phân tích xong và luyện tập xong thể khẳng định. Bây giờ ta sáng cái thể thứ hai, nó không khó bằng thể khẳng định đâu, nhưng nếu các bạn không tập trung nữa các bạn thì tiếp tục nhầm. Ta sáng thể thứ hai đó là thể phủ định, negative, thể phủ định, negative, thể phủ định. Cứ khẳng định nói có thì phủ định nói không, mà phủ định nói không là nhất định trong đó phải có từ not, not là không. Và câu ở thi á, ở bất kỳ câu nào á mà thể phủ định á là ta phải có trợ động từ. Thể khẳng định ta khi ta thấy ở trong công thức này các bạn này, trong thể khẳng định này này mới có chủ ngữ cộng động từ thôi, chưa hề có trợ động từ xuất hiện. Vậy sáng thể phủ định chúng ta phải biết mượn trợ động từ cho, mượn trợ động từ cho cái thể đó. Vậy ta mượn trợ động từ đó là mượn trợ động từ đủ hoặc trợ động từ đơ các bạn ạ. Mà đủ đơ thì ta đã gặp rất là quen thuộc rồi đúng không? Rồi là vì là thể phủ định nên khi nào cũng phải có nó đứng ngay sau trợ động từ. Đã đi mượn trợ động từ đủ đơ rồi thì động từ đằng sau này tuyệt đối không chia nữa, không bao giờ thêm mẹ, không bao giờ thấy mẹ nữa. Nhớ đoạn này cho cô nữa, đấy là còn chậm 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 nữa này. Vậy công thức thể phủ định của thi hiện tại đơn đó là chủ ngữ cộng do hoặc does cộng not cộng động từ nguyên thể cộng chậm chậm chậm. Vậy để thực hiện được công thức này ta phải hiểu khi nào sử dụng do, khi nào sử dụng does, áp dụng với cả bài học trước chúng ta đã được từng học về do does. Ai nhắc lại cho cô? Do được sử dụng khi nào? Does được sử dụng khi nào? Mời bạn đăng nhanh. Em được có đủ được sử dụng khi chủ ngữ là I will you guys dành từ số nhiều. À, Còn đúng rồi. con does được sử dụng là he she it dành từ số ít. Còn Hãy nói khác, nhóm chủ ngữ mấy thì còn cái gì, nhóm chủ ngữ mấy còn cái gì, em được có là nhóm chủ ngữ S1 còn về đủ, con nhóm chủ ngữ S2 còn về đỡ. đấy nói tóm lại như thế đúng không? Đây này, nhóm chủ ngữ một I we you they dành từ số nhiều thì cộng trợ động từ do, nhóm chủ ngữ hai he she it dành từ số ít cộng trợ động từ does. Và ta cùng lưu ý luôn do mà cộng với not ta viết tắt là don't, don't. Does cộng với not thì ta đọc là doesn't, doesn't. Mời các bạn ghi vào don't, don't, doesn't, doesn't. Bây giờ có lấy ví dụ
We not have breakfast every morning. Mời một bạn chia động từ trong ngoặc nào. Not have ta chia như thế nào? We not have breakfast every morning. Mời bạn à. Ai biết nữa? Anh thứ. Not have trong ngành chiến thế nào? Anh dùng câu là don't have. À, don't have. Tại sao don't have? Em thử cố với quý là dành từ số nhiều nên ta phải dùng đủ. Thì dành từ số nhiều. Nó Em... không phải dành từ, nó là đại từ nhân xưng nhé. Quý thuộc nhóm. Quý thuộc nhỏ mà dành từ Nhóm gì nè? Nhóm S1. dành một nên ta dùng đủ. Đó, nó như vậy là được nè, nhá. Yeah. Đây là thể phủ định thì hiện đại đơn. Nên là quý thuộc nhóm S1 nên ta dùng trợ động từ do và viết tắt ở viết cả câu sẽ là don't have. We don't have breakfast every morning. Chúng tôi không ăn sáng vào mỗi buổi sáng. Đấy. Câu số 2 nào. He not stay at home twice a week. He not stay at home twice a week. Mời bạn Thảo Nhi. Chia nó sẽ Em thưa cậu là he doesn't stay, làm. bởi vì He he đã thuộc doesn't nhóm S2 nên chúng stay. ta He doesn't stay. Đúng rồi, bởi vì he thuộc nhóm S2 nên trả vào cộng động từ does. Và khi đã cộng đủ với đỡ đấy đó này thì động từ đứng sau luôn để dạng nguyên thể. Luôn để dạng nguyên thể. À. Mời các bạn chúng ta ghi toàn bộ ghi slide đó vào vở. Ai ghi xong thì đưa tay lên, ai chưa ghi xong hạ tay xuống. Có gửi chứ, có con nghĩ cái trong hoa không có không cần nghỉ, không cần nghỉ, gửi trong ngoặc chia ra luôn và gạch chân dưới cái đồng từ chia nha. Chia đồng từ trong ngoặc ở thể phủ định. Cô nhắc lại này, bài tập này là bài tập về nhà nè. Tí nữa cô gửi thêm 5 câu loại ra ở dạng khẳng định. Chúng ta sẽ ghi 5 câu này về 5 câu nữa thành 10 câu làm trong một bài tập và gửi cho cô chậm trong cái phần bài tập. Và khi ta học á, thì học giáo viên nào, bài tập của giáo viên nào ta gửi cho giáo viên đó. Và lớp ta thì cũng cái phần này cũng khá ổn rồi, là không gửi là làm giáo viên. Và nhớ là đừng quên học nhiều giáo viên, là đối hai giáo viên là đôi lúc các bạn để lâu lâu là quên, mà tránh để tránh quên đi từ mỗi lần cô giáo bài tập á là các bạn nhớ ghi ở phần cuối của vở ấy. Ví dụ cái bài học của cô mơ đến đấy đấy, phần giáo bài tập của cô mơ 2 chấm, 5 câu chia 5 câu phủ định, 5 câu khẳng định nộp cho cô mơ, là mà nó mà quên bài được đấy thì một chỗ bạn là cứ để cho quên. Của thiên phước thì kéo được thiên phước đâu rồi nè, mười điểm rồi, bây giờ lấy điểm nha. Có 2 con điểm à, cho 1 buổi 7, vậy là tuần này của chúng ta đã xong. À, cô cũng nói luôn đó là về cái hôm nay là chúng ta đã buổi thứ 7 rồi, gần được nửa khóa rồi các bạn, và cô đã tạo điều kiện là cho các bạn giảm tuần thế một tí rồi mới thu học phí. Thì bây giờ là ngày 30 tháng 8, tức là thứ tư, thì cô sẽ tiến hành thu học phí từ thời điểm này
cho đến chủ nhật tuần sau, nhớ nha, cô cho thời hạn để chúng ta chuẩn bị, bố mẹ chuẩn bị rồi nè, là từ đấy, nhiều bạn lớp ta cũng đã nộp rồi, từ hôm nay cho đến chủ nhật tuần sau thì tí nữa cô sẽ gửi danh sách ở trên nhóm, và có cái gì sai sót thiếu sót thì cũng bảo với cô để cô điều chỉnh bổ sung, rồi sau đó và cái số tài khoản cô cũng gửi trên để cô Hoài Quỳnh là chúng ta tiến hành trong 1 tuần rưỡi là chúng ta hoàn thành để chúng ta yên tâm học tập luôn. Điểm thế sao Thảo Nhi? Em thưa có lớp 8 với cơ 9. Rồi. Anh Tuấn. Tạm tạm. Hồng Sen. Em 10-10 quá. À, Bích Sương. Dạ em 10-10. Khánh Huyền. Em có sao với chị thay nặng có ạ? À, Ngọc Hân. Nhà em 10. Mười mấy? Nhà bữa trước em có cái lịch học mà em quên làm bài tập gửi cho cô. Rồi. Còn cái bài cái buổi hôm trước của thì cả đấy là em nghỉ à, đúng không? Dạ. Rồi. Nguyên Anh Tú. Không. Con mèo đọc bộ nữa. Anh Mất. Tú. Đấy, nó Anh có điểm. tạm tạm. Rồi, Lam Giang. Nếu cô bà Chào chị. 12 cô bà đi. Rồi, Ngọc Chị Hà. Ngọc. Dạ, 10-10. Con tôi mất bá đèn cả. Tắt mic đi nghe Khánh Huyên Tôi chưa ơi. con. Thanh Phong. Thanh Phong buổi này không có học được. Thanh Phong 1 điểm đó là mấy nhỉ? Thanh Phong 8 điểm. Rồi, Hiền Nhi. Ra em 10-10. Bảo Trang. Bảo Trang biết không nói được, 9,50. Rồi, Đăng Nhật. Con được có là cũng về nắm về mới. Rồi. À, Bảo Bộn với nắm. Trâm. À, Khánh Chi. Tạm đúng không? Rồi, Thiên Phước. Ngày 9-10. Minh Quân. Dạ thưa cô, em 9 với 6. Trần Như. Em thưa cô, em thưa chị. Mấy em? 9 với 10 cô. À, 90. Bảo Ngọc. Em được 2 con 10. Bảo Châu. Câu là em tạm về là chuyện bộ. Rồi. Phạm Nhung. Mấy em? Em 18 con. Rồi. Đăng Danh. Giờ em 10-10. Rồi. Em Mai Phương. 10 con. Quốc Vương. Mai Phương Là đi tập về nhà nữa em. em 18, 18. Ơi. Quốc Vương mời em. 18. 18 không? À. Em nó có 6 điểm Mai Phương. Nó nghe bảo 10. Em có nói không có. Mày. Dạ em tạm phải sợ. Rồi đắng cố nói mà em sửa lại. Rồi Quốc Vương. Em mới bị tạm. Rồi. À, Thế Anh. Bảy Có một con điểm mà em. năm. Bảy với năm. À 7 với 5. Rồi ok. À, Bảo Minh. Em thưa có là em tạm tạm. Rồi. À, Anh Thư.
Chín rưỡi với mưa rồi. Phi Linh. Em mới này có mày nói bá đêm nữa, con bài tập về nhà cô chữa chậm cho em cô ạ. Rồi, Thảo An. Em được có làm được 1/9 bài tập về nhà cô chưa? Rồi, thì cô chỉ luôn. Cô Nguyên. Em mới chuyện có. Cô bạn nào không thử gửi đó, gửi lại cho cô luôn. Hoang Tung. Em chỉ phải nắm 9,59 không? Về mày. chị phải nắm với chị. Ok, Cô ơi, cô là buồn mà em đi gạch trơn rồi đó, em vừa bài tập cho cô rồi mà cô. tên quái Cô thuê lệnh cô ạ. là mấy điểm? Em muốn biết cô chưa chậm cho em cô ạ. Thuy lính rắn cơ bữa bông bị rắc rối cái đoạn gửi này, rắn rắc rối này còn 7 điểm nữa không chưa nộp này. Em gửi lại cho cô đi, gửi lại cho cô, hôm nay cô chậm bổ sung tất cả. Cô có cái buổi mà em ngồi đó buổi mãi với cô. Buổi đó là buổi bốn, buổi bốn em nghỉ gạch a buổi ba à mày hay 14, 14 nghỉ. Còn buổi năm chưa có điểm, buổi sáu mới có một con điểm trên ba của thầy cáo. Rồi bây giờ tạm nghỉ các bạn nhé, goodbye, see you again. Goodbye Goodbye, teacher. Good night. Goodbye, teacher. Goodbye.